Ngày 13 tháng 3, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố tổ chức hội nghị tập quấn triển khai quy định pháp luật thực hiện xác nhận giải quyết chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân trên địa bàn thành phố. Tại buổi tập quấn, các học viên được nghe một số thông tin pháp lệnh về ưu đãi người có công với cách mạng, các quy định chi tiết và biện pháp thi hành pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng các quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành lao động thương binh và xã hội quản lý và các văn bản hiện hành có liên quan khác, trao đổi nghiệp vụ, kinh nghiệm và giải pháp các vấn đề chứng mắt tại địa phương. Thông qua lớp tập quấn nhằm giải đáp một số khó khăn vướng mắt đối với việc thực hiện các quy định liên quan đến các văn bản mới ban hành, đáp ứng nhu cầu cho cán bộ làm công tác lao động xã hội tại các địa phương đồng thời ngày càng phục vụ tốt hơn cho các đối tượng người có công và thân nhân người có công góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật về trợ giúp xã hội nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp các ngành và mọi người dân bảo đảm triển khai thực hiện chính sách mới một cách kịp thời công khai đúng đối tượng theo quy định của nhà nước